thần, mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Khăn ướt Mamami, chủ động ngừa hâm, chăm từng kẽ ngách. Các trưa nữa em sẽ đi làm, lại giao con cho ba hai ngày. Có bao bảo ở nhà không? Có. Ủa, bao bảo dậy rồi nha. Dậy đi thôi. Mẹ là mẹ hả? Có. Có nhà không? Không. À, mẹ đây nè. Dậy con trai. Mẹ bật đèn nha. Nha. Dậy thôi. Mẹ ở chi vậy? Có mẹ nhà. Mẹ ở nhà nè. Mũi. Mũi, cái mũi. Trời. Cái mũi của Bảo đâu? Cái mũi của bà đây. Cái bàn tay của bà Bảo đâu? Cái bàn tay đây. À. Thì ba còn nướng đi. Ba ơi, dậy đi. Dậy anh chị. Dậy mau lên. Con ba đi. Mấy nay Bảo Bảo bị bệnh thì hầu như là thành thức trắng đen với bé hết. À, sáng nay ăn sáng xong, các trưa nữa em sẽ đi làm, lại giao con cho ba hai ngày. Từ khi sanh bé Bảo Bảo ra thì anh Thành ảnh cũng khá là tháo vát khi mà chăm con. Đợt hai thì em lại lo lắng hơn, bởi vì trong cái hoàn cảnh gọi là éo le hơn, khó khăn hơn, đó là chăm sóc con khi con ốm mà chỉ một mình thì nó sẽ như thế nào.